Đây là con xe máy dầu nhá, giá của nó rẻ lắm, chỉ tầm là lấy quanh 200 triệu đồng thôi. Mà các bác có thể là mua được một chiếc xe máy dầu rất là đẹp như thế này rồi. Đấy, la đúc dạng phay, lốp dày lốp béo các bác nhá. Máy dầu siêu lành bền, siêu tiết kiệm. Đây là chiếc xe Nhật và được nhập khẩu nguyên con, nguyên chiếc các bác nhá. Đấy, nội thất màu ghi, bên ngoài cũng là màu ghi luôn. Bên trong thì kết hợp với này thêm màu đen nữa. Nội thất ghế da dạng bò đây, kiểu ghế da bò các bác nhá. Đấy, và trần của xe được lên trần nhìn rất là thể thao và nhìn rất chất như thế này. Đấy, như kiểu những vì sao ở trên trời vậy đúng không ạ? Và chiếc xe này đấy ạ, thì nó đã được lắp thêm một cái màn hình giải trí cỡ lớn Android rồi các bác nhá. Đây. Đấy, màn hình rất là xịn sò luôn và có cam hành trình đi rồi. Đây là cam hành trình của xe. Đấy, cam hành trình đây nhá. Đây là gương chống chói này. Đây là cái đầu đài nguyên bản. Còn đây là màn hình lắp thêm các bác nhá. Lắp thêm màn hình này đã tầm khoảng chục triệu đồng rồi. Và đăng kiểm của xe đến tháng 8 năm 2023. Đấy, điều hòa lóng lạnh của xe vẫn còn đầy đủ. Các bác nhìn xem, những cái nút vặn điều hòa xe rất là sáng bóng này, nhìn rất là mới luôn này. Và chiếc xe được trang bị là số sàn hai cầu nhá. Đây là cái cần để cho các bác mình vào cầu. Đây là số xe đây này. Đấy, có khoa khiển nhá. Túi khiên toàn được làm hai nơi, một là ở vô lăng và cái thứ hai thì ở góc tablo các bác nhá. Vô lăng 4 chấu và vô lăng của xe thì các bác nhìn xem nó vẫn còn đẹp. Không bị rách, không bị xấu đây, đúng không ạ? Đấy, mặt đồng hồ đây các bác nhá. Đấy, tablo đẹp này. Đấy, túi khí an toàn ở đây các bác này. Được chưa? Đấy, mẫu xe Mitsubishi Triton các bác nhá. Máy dầu 2.5 nhập khẩu nguyên chiếc. Đấy. Sản xuất 09, đăng ký là 10 các bác nhá. Đấy, nội thất bên trong thì còn rất là tươi mới, nhìn rất là gọn gàng. Đấy, có bậc vệ bước lên bước xuống đầy đủ đây. Ghế của xe rất là mới rồi, đúng không ạ? Đấy, sàn da lót thẳng trải sàn trên rồi, đây là cốp đồ. Ngày hôm nay em sẽ quay chi tiết cho các bác xem về mẫu xe máy dầu bán tải này bên em. Đấy, 5 chỗ các bác nhá. Và mình có thể là dụng mục đích chở hàng được nữa. Và đây là phần mép cánh cửa nha các bác. Đấy, những cu lông ống vít của xe vẫn còn rất là sáng luôn này. Đây thôi nhá, cái phần khóa cửa xe đây các bác nhìn xem rất là sáng luôn này. Đấy, cột kèo zin các bác nhá. Thân vỏ đẹp, thân vỏ xe gõ kêu long con như thế này. Đấy, mẫu xe Triton bán tải đây. Là cái khu vực phía sau có một cái thùng rất là to cho mình chở đồ, chở hàng này. Đấy, có thể các bác mua thêm một cái lắp, mình lắp nó vào nhá. Có thể mình để như thế này. Có thể thì mình mua một cái thanh thể thao mình gắn lên. Đấy, nhìn chiếc xe nó sẽ nhìn nó ok hơn các bác nhá. Đấy, mời các bác xem chi tiết. Lốp của xe thì vẫn còn dày, dày cả bộ luôn rồi. Đấy, và những cái phần tắp đi cánh cửa đây, những cái mép cửa đây các bác này. Ok chưa? Đấy. Các bác thấy chiếc xe thế nào? Các bác đang ngồi xem, các bác đang rảnh tay, các bác nhấn cho em xin một lần like, một lần tim và những cái lần chia sẻ các bác nhá. Chia sẻ mạnh tay nhiệt tình ủng hộ em với. Em cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, ghế của xe thì rất là mới rồi. Đấy. Xe 5 chỗ ngồi, không niên hạn sử dụng các bác nhá. Đấy, các bác mình rồi, đây. Ok. Sơn xi bóng mượt. Đấy. Xe lắp chỗ. Và thân vỏ xe rất là căng mịn đúng không ạ? Rất là đều đặn. Do xe mà không bị quệt cho nên là hai cánh cửa xe các bác nhìn xem rất là căng đều luôn đúng không ạ? Gầm sàn đẹp các bác nhá. Đấy, phía sau có trang bị là có cái cản này đúng không ạ? Là cái bậc bước lên bước xuống luôn. Và cái này đấy ạ, mình có thể là hạ được nhá. Đấy, hạ như này. Đấy, hạ như này luôn. Nâng lên, hạ xuống bình thường. Đèn lốp của xe rất là mới. Đấy, các bác nhìn xem này, rất là mới luôn này. Đấy. Và cái phần nhựa bên trong thùng cũng rất là đẹp luôn này. Tôn vỏ gõ kêu ok các bác nhá. Quá rẻ luôn các bác ạ. Quá rẻ luôn cho một chiếc xe máy dầu bán tải. Xe không vấn đề gì cả. Các bác mua về là cứ sẵn đổ xăng, đổ dầu. Đổ dầu nhá, không mất một giọt giọt xăng nào đâu. Xe chạy dầu mà. Chạy dầu thì tất nhiên là không mất một giọt xăng nào rồi. Đúng không? Đây các bác nhìn này, ok chưa? Đấy. Xe rất sáng sủa luôn từ bên trong. Mà mình thấy là ra bên ngoài nó rất là đẹp, đúng không ạ? Quá ok như này. Đấy, đồ nhựa tắp đi cánh cửa xe đẹp chưa? Quá ok luôn, đúng không ạ? Bốn công tắc kính điện lên xuống êm. Loa âm thanh đây.
khung gầm vách của xe đẹp, không mục mọt các bác nhá. Rất kết cái bộ trần, rất kết cái phần nội thất bên trong chiếc xe luôn. Đây các bác nhìn xem tiếp theo này, rất là đẹp luôn, cho một chiếc xe tiền bỏ ra thì ít đúng không ạ, và các bác mình mua được chiếc xe Nhật vừa chất lượng vừa đẹp. Đây các bác nhá, những phần khóa cửa xe các bác nhìn xem rất sáng đúng không ạ, còn kèo zin nhá, gương chỉnh điện đây, cửa gió đây, vách cửa đây, lái xe rất là chuẩn rồi. Vâng em, các bác đợi em tí em sẽ mở cái vô lăng này ra. Vâng em sẽ mở cả cabo ra các bác nhá, để cho các bác thấy được phần khoang máy của em. Vâng, máy của chiếc xe này. Các bác xem phần thân vỏ bên ngoài đi. Đây, thân vỏ sơn xi rất ok luôn này. Đấy. Thân vỏ sơn xi rất ok luôn. Đấy, kính đẹp. Kính không bị xước. Những cái lẹp kính này không bị cong vênh gì. Và những phần này các bác nhìn xem vẫn đen xì đúng không ạ? Một con xe em nhìn thấy quá đẹp so với cái đời đúng không ạ? Nhiều con mà cũng cùng đời như này nhưng mà em thấy là không đẹp bằng đâu các bác nhá. Không đẹp bằng con xe này của em luôn. Các bác mình cứ xem đi, cứ để ý mà xem là những chiếc xe khác có đẹp bằng không các bác nhá. Lốp của xe dày này, lốp này mà các bác đi mua cũng phải mất tương đối là nhiều tiền. Các bác mua chiếc xe này mình đợi được rất là nhiều thứ luôn. Mà con này của em nó là gốc Hà Nội các bác nhá. Mình mua về Hà Nội, Sài Gòn không mất chi phí tiền biển số đâu. Đấy, gầm đây, gầm sau đây các bác nhá. Máy cực ngon luôn. Tuy rằng là máy dầu nhưng mà nổ tương đối là êm các bác ạ. Con này máy dầu nhưng nổ êm lắm. Vâng, đây là cái phần động cơ khoang máy của xe này. Máy 2.5 nhiên liệu tầm khoảng là tầm khoảng 7 lít dầu trên 100 km các bác nhá. Mà dầu thì các bác biết rồi, rất rẻ đúng không ạ? Đấy, đèn đó của xe các bác nhìn xem rất là mới luôn này. Đấy, mặt nạ các lăng của xe cũng rất là mới này. Biển đẹp luôn, 11566 đúng không ạ? Đây là số 6 nhá. Đấy, 11566 đây. Cái này về mình sơn lại cho em. Sơn mà 17C11566 biển rất đẹp đúng không ạ? Cặp phao xe các bác nhìn xem rất mới, và các bác thấy cái đèn gầm của xe cũng đã được lên đèn bi cầu rồi các bác ạ. Đấy, đèn bi cầu được làm cái gầm các bác nhìn thấy rồi đúng không ạ? Đấy, có cục phanh ABS đầy đủ nhá. Đây, cục phanh ABS đây trong kia. Máy dầu các bác nhá, các bác lưu ý nhiều con máy xăng đấy ạ, nhưng con này của em nó là máy dầu. Và con xe này tình trạng chất lượng nó bên em đã kiểm tra rồi các bác yên tâm. Hình thức các bác cũng đã xem, các bác bàn bạc về giá cả cho em đi để vào việc đối với mẫu xe này các bác nhá. Ba số điện thoại các bác mình gọi điện tư vấn và có thể xem thêm và mình để mọi thứ như là giá cả nữa các bác nhá. Theo ba số này 0938586307 và 0389000555 và 0335838389 nhá. Ba số này ba số có Zalo, địa chỉ em tại 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, đối diện với 225 Trường Chinh các bác nhá. Bên em còn nhiều xe, hiện tại đang có trên 100, gần 200 đầu xe các loại để mình tham khảo lựa chọn. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube, nhấn theo dõi Facebook, nhấn follow TikTok, nhấn hình quả chuông bên cạnh. Mỗi khi em đăng một con xe lên như con xe này, các bác sẽ nhận được ngay, nhận sớm mà không bỏ lỡ video nào các bác nhá. Bên em có đổi xe, có thu mua lại tất cả các loại xe ô tô cũ đã qua sử dụng với giá tiền hợp lý các bác nhá. Và bên em có ship chuyển xe, hỗ trợ giao xe toàn quốc, hỗ trợ sang tên đổi biển bất cứ tỉnh nào trên toàn quốc các bác nhá. Và các bác đừng quên nhấn like, nhấn chia sẻ của em. Và đừng quên vào xem những buổi live, những buổi phát sóng trực tiếp bên em. Cảm ơn các bác rất là nhiều.